Bùi Anh Tuấn bị bắt gặp đi chơi bida, diện áo chợ, mang dép lê, tan biến hình tượng hào quang rực rỡ. Nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn bất ngờ bị team qua đường tóm gọn khoảnh khắc đời thường, diện quần cộc áo thun, cầm gậy chơi bida, bất ngờ bởi hình tượng quá giản dị, khác xa với một nam ca sĩ hào nhoáng đứng trên sân khấu. Bùi Anh Tuấn là gương mặt nghệ sĩ từ lâu đã không còn quá xa lạ đối với những khán giả yêu âm nhạc. Sở hữu ngoại hình thư sinh, điển trai, chất giọng trầm ấm và nội lực, đặc biệt hơn là bước ra từ chương trình âm nhạc đình đám thời điểm 2012 là The Voice, giọng hát Việt. Tên tuổi của Bùi Anh Tuấn nhanh chóng đã được nhiều người nhớ đến, dành nhiều tình cảm và quan tâm đặc biệt. Bước chân vào làng giải trí và được nâng đỡ bởi người thầy là nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, Bùi Anh Tuấn sớm tận dụng được tài năng của mình để vụt sáng nhanh chóng trong bản đồ âm nhạc. Đến thời điểm hiện tại, dù đã lăn lộn trong showbiz hơn một thập kỷ, nhưng cái tên Bùi Anh Tuấn vẫn luôn là nam nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý, không có dấu hiệu hạ nhiệt. Những sản phẩm âm nhạc của giọng ca sinh 1991, hầu hết cũng đều để lại nhiều tiếng vang lớn, có thể kể đến như Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Thuận Theo Ý Trời, Hẹn Một Mai. Bên cạnh quá trình hoạt động nghệ thuật thì cuộc sống đời tư kín tiếng của nam ca sĩ cũng khiến nhiều người không khỏi tò mò, bởi anh cũng là nghệ sĩ hiếm hoi mà rất ít cập nhật thông tin lên trang cá nhân, hầu như mọi hoạt động của anh đều không được đăng tải thường xuyên. Thời gian gần đây, Bùi Anh Tuấn gây sốt ruột cho các fan bởi hơn một năm nay vẫn chưa thấy anh có dấu hiệu đánh tiếng cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Mới đây cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao đưa cái tên Bùi Anh Tuấn nóng trở lại trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Theo đó, nam ca sĩ đã bị team qua đường tóm gọn, chụp lại những khoảnh khắc không thể đời thường hơn của anh, đăng tải lên mạng xã hội. Những hình ảnh này cũng đã nhanh chóng được cư dân mạng lan truyền và chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Ai khi xem được cũng đều đồng loạt tỏ ra vô cùng phấn khích, bởi không nghĩ một người của công chúng như Bùi Anh Tuấn lại có cuộc sống quá đổi bình dị như trên. Cụ thể, những hình ảnh đang gây sốt nói trên là khoảnh khắc khán giả chụp lại được lúc Bùi Anh Tuấn đang đi chơi bida cùng bạn bè tại một khu vui chơi bình dân. Đáng nói là nam ca sĩ ăn mặc vô cùng giản dị, chỉ một chiếc áo thun hàng chợ, quần cộc và mang dép lê. Bùi Anh Tuấn cũng rất thoải mái, thản nhiên cầm gậy chơi với bạn bè. Ai nhìn vào cũng khó có thể nhận ra đó là một người nổi tiếng, hào nhoáng và được khán giả tung hô trên sân khấu. Những hình ảnh trên nhanh chóng cũng được các fan chia sẻ rầm rộ với nhau. Nhiều lời bình luận hóm hỉnh cũng được để lại dưới mỗi bài đăng, trêu đùa Bùi Anh Tuấn rằng anh không lo làm nhạc mà lại chỉ ham chơi, suốt ngày bida cùng bạn bè. Fan thì sốt ruột sao không thấy ra nhạc, thần tượng thì ham chơi, mang dép lê đi chơi bida. Nhìn không thấy còn một tí hào quang rực rỡ nào, ra đường không ai nghĩ đây là ca sĩ. Nhìn ra dáng trai thôn hay là ca sĩ. Netizen cũng vào bài viết cho biết thêm rằng Bùi Anh Tuấn rất hay xuất hiện ngoài đường với bộ dạng giản dị như trên. Nhiều người còn nói nếu muốn gặp nam ca sĩ thì chỉ cần qua khu vực quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, gần những nơi sinh viên hay tụ tập thì sẽ dễ dàng bắt gặp nam ca sĩ đang chơi với bạn bè ở khu đó. Hiện những bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội kia vẫn đang được hưởng ứng nhiệt liệt từ cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến cười trêu, chọc ghẹo Bùi Anh Tuấn thì một bộ phận cũng mong anh sớm tập trung với công việc chính của mình, đó chính là ca sĩ, bởi đã khá lâu rồi anh vẫn chưa comeback trở lại đường đua âm nhạc. Đây được xem là một thiếu sót và hụt hẫng lớn cho những người hâm mộ và chờ đợi nam ca sĩ.